Thế thì phải nói ngắn ngắn thôi. Quý vị hoan hỷ, từ nãy giờ đại chúng được nghe thầy Thọ Khuê, rồi thầy ở Thái Nguyên, rồi cư sĩ Phúc Trí Bảo Thi chia sẻ tường tận lắm rồi. Cái quan trọng nhất là bây giờ chúng ta có tin hay không đây này, quay đi lại có tin và có chịu buông xuống hay không đây này. Lúc đấy nói là thờ Phật trước hay sau thì cũng được Phật độ, vỗ tay rào rào. Mà thầy không nhầm, nhớ không nhầm ấy, cái vỗ tay đấy là to nhất từ đầu đến tận bây giờ. Quý vị hoan hỷ rằng là khó lắm đấy. Để khởi lên được niềm tin đối với Tam Bảo, đối với chính Pháp, đối với danh hiệu Đức Phật A-di-đà, đối với Pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sinh, thờ gần ở đây thầy tính hơn 1.000 người vẫn còn nghi ngờ, chết là hết đấy. Có không quý vị ạ? À? Có. Biết ngay mà. Thất bại hoàn toàn ở đâu nữa. Đấy, chưa còn nói hay nói dở gì, có tin hay, có tin không? Có. Thất bại chưa? Cho nên coi quý vị hoan hỷ đấy. Niềm tin của chúng ta từ xưa tới nay làm sao ạ? Chỉ cần một cái cơn gió nó thổi phù một phát là thôi, bay biến mất hết. Bao nhiêu công nào công sức tu tập cũng thành sôi hỏng bỏng không. Vì đâu mà vậy? Tất cả vì chúng ta. Cho nên nhân ngày hôm nay, kể cả bản thân thầy đi tu gần 30 năm nay, nhưng mà thực sự hôm nay trước đại chúng, thầy cũng phải xin cảm tạ tri ân lão cư sĩ Diệu Âm cho con lấy lại được cái niềm tin này. Thực sự quý vị hoan hỷ, nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không nhiều, nhưng mà đến lúc nghe pháp của lão cư sĩ Diệu Âm lên những buổi Zoom, những cái lời ngài trả lời, đặc biệt là tối hôm mùng 2 Tết ấy, có những cái quý vị ơi, nó rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta lại ngộ ra, thấu hiểu ra được rất nhiều. Cho nên cái đầu tiên tu tập là chúng ta phải nhìn thấu, hiểu được vấn đề. Cho nên ngày hôm nay thay lời chư Tôn Đức hiện diện nơi đây, cũng như toàn thể đại chúng, chúng con xin cảm tạ tri ân tới lão cư sĩ Diệu Âm đã cho chúng con lấy lại được cái tâm này ạ. Phải nhìn lại mình. Hơn bao giờ hết, nếu chúng ta không nhìn lại mình thì không bao giờ chúng ta có thể tu tiến được. Một bài pháp của lão cư sĩ Diệu Âm thôi, khuyên người niệm Phật, viết cho thân phụ, thân mẫu của ngài. Ngài được chứng kiến những người mà vãng sinh tự tại. Ngài thấy rất buồn khi cha mẹ của ngài chưa biết tu. Ngài viết những lá thư mà có thể nói rằng là trên thế gian hay là trên thế giới, những cái gì mà năm nay thầy xiết soát 55 tuổi đời, thầy chưa từng gặp một người nào viết nang những lá thư mà nó ra diết, nó tận đáy lòng của một người hiểu đạo, viết cho cha mẹ mình như thế, thầy chưa từng gặp. Cho nên cái đầu tiên thầy nghe cái bài khuyên người niệm Phật của lão sư cư sĩ Diệu Âm, thầy chưa cần biết đúng sai, nhưng thầy cảm nhận được cái tâm hiếu đạo, là người con chí hiếu của ngài, thấy được cái tâm của ngài khắc khoải về cái sự cầu mong cho cha mẹ mình biết niệm Phật. Ở đây thầy tin chắc chắn tất cả đại chúng chúng ta, không, ngài có gần 100 cái lá thư đúng không? Tất cả thầy trò chúng ta đây chưa được một lá thư nào khuyên cha mẹ mình niệm Phật, có đúng không quý vị ạ? Nghe những cái lá thư của ngài mình thấy mình tủi thẹn. Cho nên khi mình tủi thẹn mình làm sao? Mình phải niệm Phật đó. Cái đầu tiên là mình phải chân thật niệm Phật, quay về xem lại cái tâm của mình, quay về niệm Phật. Rồi từ giờ để cho cái tín tâm của mình nó thật vững, cái đường hướng nó càng vững chắc lên, rồi lúc này mình mới khuyên người niệm Phật. Từ xưa đến nay chúng ta, khi chúng ta chưa đứng vững trên hai chân, ông bà chúng ta nói là ốc chưa mang nỉnh mình nổi cọc đúng không ạ? Lại mang cọc cho rêu, nó cũng có một phần đúng đó. Cho nên muốn để cho được một niềm tin chắc chắn đối với pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sinh này, tin thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin luân hồi lục đạo,
tin là ta xả bỏ báo thân này, phần xác chết, bỏ đi phần thần thức hay là tạm ví linh hồn, nó còn nó tái sinh ra kiếp khác. Làm sao chúng ta phải có được một cái đó? Khi có được cái đó rồi thì chúng ta muốn triển khai thế nào cũng được. Còn khi chúng ta đã không có được một cái nền tảng cơ bản đó thì chúng ta tiền cứ phúc báo nhân thiên, rồi là chúng ta tu cứ tu tạp, nay chỗ này mai chỗ kia, thì quý vị hoan hỉ cho nào, uổng công phí sức. Cho nên thầy thực sự thầy phải cảm ơn tri ân não cư sĩ Thiều Âm, thực sự tự đáy lòng ra hôm nay nhờ cái camera này để cảm ơn thầy cư sĩ Diệu Âm. Thực sự như vậy, cho nên quý vị hoan hỉ rằng là nhìn lại, thầy trò chúng ta ở đây nhìn lại, nhìn cho thấu như Hòa Thượng Tịnh Không nói, rồi ai trong chúng ta cũng phải chết. Mà thầy nói thật, quý vị hoan hỉ, chết đến nơi rồi. Đây là sự thật, mà nhiều lúc chúng ta không chịu buông xuống để tu tập. Suốt ngày vẫn cứ mãi lo hết cái này, lo hết đến cái nọ. Cho nên lúc nãy cũng có một đoàn Phật tử đó đến đây cộng tu, bạch với thầy là nên đi một ngày, nhưng mà lúc nãy lại xin về sớm nhất. Đấy, tu tạp đó. Cho nên khi mà quý vị hoan hỉ, thầy nghe lão cư sĩ ghi âm thầy cực kỳ thấm. Đơn giản như là đầu năm xuân mới, chúng ta hay đi cái kiểu là đi gieo duyên, một ngày đi 5-7 chùa. Quý vị công nhận không ạ? Quý vị có từng đi không? Thầy tán thán quý vị đi. Nhưng mà người tu pháp môn thì tình độ mà đi như vậy, thầy không tán thán. Thầy nói thật, tại sao như vậy? Hôm nay đi đến chùa An Hồng, thầy Thanh Nguyên nói là chùa chúng ta đã hoành tráng quá, thế là Phật tử cũng nên tủi thân một tí, đúng không ạ? Đi đến chùa Thọ Khuê, phong cảnh đẹp quá, đến chùa An Hồng thì lại có lì xì, đến chùa khác thì lại không có lì xì, đến chùa kia thì thầy tiếp đón niềm nở, đến chùa này mặt thầy lạnh tanh. Quý vị ngẫm xem, phúc đâu chưa thấy, nhưng thầy cứ cảm niệm là chúng ta đang đi vơ rác vào trong tâm của chúng ta, để tâm của chúng ta phân biệt chấp trước. Cho nên tối kỵ xen tạp ở cái chỗ này. Thầy ngộ ra được một cái điều đó từ lâu rồi. Cho nên chính bản thân thầy, thầy nói thẳng, nếu đi cộng tu thì thầy đi, còn đi mà du lịch tham quan thắng cảnh hoặc là có đám xá mời, tốt nhất đừng mời thầy. Quan điểm rõ ràng mạch lạc, không có oan đơ gì cả mà lại nói xa, nói vời, nó không thực tế. Cho nên quý vị hoan hỉ nè, chúng ta hãy tìm cái niềm an vui, an lạc, hạnh phúc ngay trong chính pháp. Tại sao Đức Phật nói pháp hỷ thắng mọi hỷ? Tất cả các sự hỷ lạc ở trên thế gian này, như lão cư sĩ Diệu Âm chia sẻ với thầy trò chúng ta trên Zoom hộ niệm thế giới hôm mùng 2 Tết, tối hôm mùng 2 Tết, có Phật tử đứng lên hỏi, bạch lão cư sĩ, Tết này chúng con phải đi chúc tụng họ hàng cô dì chú bác nhiều, ảnh hưởng tới sự công phu, như vậy có đúng hay không? Lão cư sĩ cho con lời khuyên, đúng không quý vị, đúng không? Lão cư sĩ Diệu Âm trả lời là rằng, thôi, một năm có 365 ngày, có mấy ngày Tết chúc tụng nhau một tí thì cũng được. Quý vị công nhận không? Có được không quý vị ạ? Có tốt không ạ? Nhưng mà riêng lão cư sĩ Diệu Âm, từ hồi mà đi tu đến tận bây giờ, những cái ngày lễ Tết là những ngày cư sĩ Diệu Âm đóng cửa công phu niệm Phật. Ngài trả lời nó thấu tình đạt lý của một người cực kỳ hiểu đạo.
đáng chúng ta phải khắc khoải ở trong tâm. Ngài trả lời rất nhân văn, rất biết chiều theo ý của mọi người. Nhưng mọi người, nếu người nào biết tinh ý, hãy học cái gương của Ngài, quay về. Cho nên quý vị hoan hỷ, thầy rất vui khi mà thầy 30 trưa năm nào đón giao thừa, năm nay thầy đi ngủ từ 10 giờ đêm. Ôi trời cả. Mà cũng có ngủ được đâu. Đúng lúc giao thừa, ngồi nghe lại cái lá thư thứ 5, chết không phải là hết. Thấm lắm quý vị ạ, có ngủ đâu. Nhưng mà cái lúc giao thừa ở đó, mình ngồi mình nghe lại cái bài khuyên người niệm Phật lá thư thứ 5, chết không phải là hết. Nghe lại nhá, thấy nó hay ơi là hay. Ngày mùng 1 chùa rất chi là đông. Nếu như trước kia là phải ra bên ngoài này, cò mồi một tí đấy. Nhưng bây giờ 11 giờ chưa ăn cơm xong, thôi thầy đi ngủ đây, vào lại bật lên một tọa đàm, nghe lại cư sĩ Diệu Âm nói chuyện, thấy nó hay ơi là hay. Cho nên tất cả những sự chúc tụng ở trên thế gian này, tức sự tất cả những sự hưởng thụ ở trên thế gian này, xin thưa mấy đại chúng hoan hỷ, suy cho cùng không đi đến đâu cả, mà chỉ khiến cho chúng ta bấn loạn thêm, kể cả về thân, về tâm mà thôi. Với những người ngoài đời, nhất ăn nhì chơi, hôm nay đi buôn bán trúng quả, hoặc được một cái lộc lá gì đấy, tạm thời ví như vậy, thì đi ăn, đi chơi, nhất ăn nhì chơi như vậy là hưởng thụ, đúng không ạ? Nhưng mà học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Vậy học Phật như thế nào? Chúng ta có biết ứng dụng hay không? Cho nên quý vị hãy thử đi. Hãy thử khi nào mà cái ngày Tết, ngày lễ, chúng ta hãy học lão cư sĩ Diệu Âm, đóng cửa lại ở trong phòng, cùng với một cái đài, cùng với một quyển sách, cùng với một cái bút, tâm tâm chú chiếu, nghe lệnh Ngài thuyết pháp, niệm Phật vào đúng cái ngày mà mọi người đang gọi là hoan hỷ với ở ngoài đời, nhưng mà chúng ta lại an lạc ở trong đạo, không gặp một ai. Thầy bảo đảm ngày đấy quý vị ở trong phòng, quý vị, thầy bảo đảm quý vị sẽ phải thốt lên sướng thôi rồi. Quý vị hãy kiểm nhận, bởi vì trong Phật pháp ấy, không cái sướng thôi rồi không phải cảm nhận bằng cái lời nói, mà cái sướng thôi rồi đó phải cảm nhận bằng một cái tự tâm ở trong tâm này, nó toát ra đây này. Cho nên quý vị hoan hỷ, thầy đi ở trong một cái chiếu như này, thầy cứ đi theo, sao sướng thế nhỉ? Thế này mà tại sao không biết niệm Phật nhỉ? Cho nên khi mà chúng ta biết đến cái sự an lạc hạnh phúc như này rồi, thầy mới cảm nhận đến cái sự của lão cư sĩ Diệu Âm khi khuyên cha mình niệm Phật, mà cha mình còn mãi lo lắng xây cái từ đường để thờ cúng cả dòng họ. Nó thấm thía lắm quý vị ạ. Cho nên hơn bao giờ hết, một năm, chúng ta sống thêm một năm là chúng ta bước đến cái chỗ lấm mồ thêm một bước. Bây giờ chúng ta mấp mé cái lấm mồ rồi, mà hiện tại chúng ta còn chưa biết đường hướng của chúng ta đi đâu đi này. Niềm tin của chúng ta nó còn mông lung, nó còn mập mờ, chưa rõ ràng đường hướng. Ai rủ đi đâu cũng theo, ai kéo đi đâu cũng ở, ai nói sao cũng ở, ai nói khuyên gì biết rồi. Quý vị hoan hỷ, hãy về nhà nghe lại cái bài khuyên người niệm Phật của lão cư sĩ Diệu Âm. Và thầy mong quý vị này, mỗi một bài nghe ít nhất 10 lần. Không phải nghe cho nó qua đâu quý vị nhé. Quý vị nghe kỳ không ạ? Mỗi một bài nghe 10 lần. Mà không phải nghe mà cái kiểu rằng là vừa nghe vừa làm. Nghe tâm tâm niệm niệm chăm chú vào để nghe. Mình với một cái đài để cùng nghe. Quý vị sẽ cảm nhận được cái bao nhiêu những cái gọi là tâm huyết của cả cuộc đời của lão cư sĩ Diệu Âm viết khuyên cha mình niệm Phật. Thì lúc này thầy bảo đảm công phu của quý vị tự đấy nó sẽ từ từ nó lên. Công phu không phải niệm Phật cho nhiều, mà công phu là cái tín tâm của chúng ta nó sẽ được tăng trưởng, cái nguyện tâm của chúng ta nó sẽ tha thiết, và cái hành tâm của chúng ta sẽ đi đúng con đường. Hơi chạch đường một chút, chúng ta biết liền để kéo cái tâm của chúng ta nó về ngay. Cho nên thực sự ngày hôm nay con rất cảm tạ tri ân công đức của chư Tôn Thiền Đức đã không mời mà về. Tính của con
thẳng lắm. Tính của con ấy không phải chân thật. Đến bao giờ con nói thật, con không thích đi đâu mà đến là không mời mà con cũng đến. Cái tinh thần của một người tu không phải vì là danh lợi, không phải là vì là phải quan cách, mà chúng ta sống thẳng thật nhỉ. Chỗ nào có người tu, nếu mình sắp xếp thời gian điều kiện đến, không cần phải màu mè gì, là phải quan cách gì cả, đến đây bình thường. Chính vì như vậy, con học cái này ở chỗ nào? Con học Bạch Chư Tôn Thiện Đức, con học cái này ở chính những cư sĩ Phật tử Phúc Trí, Diệu An, Phúc Thịnh, rồi là Phúc Thắng. Nói thật, học chưa phải là bậc thiện thích, học chưa phải ở Phật, chưa phải là Bồ Tát, không phải học ở bậc Phật, không phải học ở Bồ Tát, mà học ngay những cái vị cư sĩ Phật tử, cái sự xả thân, dấn thân với những người mà sắp lâm chung một cách vô điều kiện, những người đi hộ niệm một cách vô điều kiện. Mình cứ đi đi, mình sẽ cảm nhận được sự cái phát tâm vô quải ngại của những vị đó như thế nào. Rồi kể cả các cháu bạn tùy duyên đây, toàn những người có công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, toàn những bậc tri thức đối với người ngoài đời khiến tôi phải kính nể. Nhưng khi đến Phật Pháp, bằng một cái tâm xả thân xả tâm để làm, không có một cái tiếng gì kêu than. Cho nên chúng ta cứ học ngay những người thân cận ở bên cạnh của mình, chúng ta sẽ cho chúng ta một cái nghị lực tiến lên, để tín tâm nguyện tiến lên. Cho nên một năm mới, chúng ta hãy nhìn lại, năm nay chúng ta tốt hơn năm trước không? Chí nguyện một đời này thành tựu bị lung lay hay không? Cho nên thầy hoan hỉ thế là con vẫn cứ đính chính lại, là riêng chùa con không cần đông đâu, con không cần hưng thịnh hay ạ, mà con cần thành tựu. Đông như thế này mà không thành tựu thì cũng thất bại, chẳng đông để làm cái gì cả, mệt ra thôi. Con cứ nói thật, chùa to Phật lớn cuối cùng để làm cái gì? Nếu một đời này mình hết một xả báo thân này, mình đọa nạp trong luân hồi khổ đau để làm cái gì đây? Cho nên con vẫn nói ngôi chùa này con dứt khoát không cần hưng thịnh, nhưng cần thành tựu. Những người đến đây, ở đây với chùa, với thầy đương vào tam bảo tu là những người phải thực sự chân thật tu tập, buông xả thực sự tu tập, thương yêu nhau thực sự, chứ không phải là cầu cho nên đông người rồi cầu danh cầu lợi. Quý vị hoan hỉ, thầy không cần. Cho nên quý vị hoan hỉ, kể cả các tuần tiếp theo quý vị về đây, quý vị tu tập cùng với thầy, quý vị không cần cúng dường. Quý vị chỉ cần đủ tiền tàu, tiền xe. Sợ ăn vào của tam bảo, mỗi quý vị ăn một ngày chỉ đáng 20.000 thôi, cũng 40.000 đủ rồi. Thầy nói trắng ra như vậy đấy, chứ không phải là mập mà mập mờ hay là dụ Phật tử về đấy đông để cúng dường lấy tiền đút túi. Thầy không cần. Nói chân thật một câu là không cần. Bởi vì thầy sợ cái dự là tài nhiều, sắc nhiều, danh nhiều, lợi nhiều, sợ lắm rồi. Quý vị thì còn no sợ về còn cho chồng cho con, thầy vợ không có, con thì không, thầy sợ đếch gì. Đúng không ạ? Chân thật đấy. Cho nên quý vị hoan hỉ là thầy trò chúng ta không cái gì hơn hết, cứ học tu với nhau, cộng tu với nhau, hộ niệm là một pháp tu. Học đến đây, thầy học quý vị học lẫn thầy, thầy cho học lẫn nhau, để nay mai làm sao buông nó dễ. Lúc đấy gặp ban hộ niệm, người ta chỉ nói mấy câu là buông thôi, đừng để các người ta phải nói vất vả, khai thị lên khai thị xuống như đánh vật đấy. Quý vị hoan hỉ mệt hết cả người lên được ấy. Đấy, hộ niệm là một pháp tu mà. Cho nên hàng ngày chúng ta được cộng tu với nhau là chúng ta hộ niệm cho nhau, tháo gỡ cho nhau tất cả những gì vướng mắc cho nhau, biết buông xuống. Một ngày đi tu là một ngày buông xả, hai ngày đi tu là hai ngày buông xuống. Mà quan trọng nhất thời nay chúng ta phải buông xuống, không buông không được, có cố lắm giữ đến mấy cũng không thể lắm giữ được đâu quý vị nhá. A Di Đà Phật, chúc tất cả quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô A Di Đà Phật ạ.